Trang Miss Hoa Châu X. Xin chào các bạn, mình là Trà My đến từ Miss Hoa Châu X. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một cuốn sách vô cùng đặc biệt mang tên Nền tảng tiếng Anh dành cho tân sinh viên. Nếu như các bạn đang là tân sinh viên năm 2022, chưa biết định hướng học tiếng Anh như thế nào, nên bắt đầu từ đâu hay lộ trình học tiếng Anh cụ thể thì đừng bỏ qua video này nhé. Sở hữu cuốn sách này thì các bạn sẽ có lộ trình tự học tiếng Anh hiệu quả tại nhà. Thứ hai là xây nền ngữ pháp vững chắc. Và thứ ba đó chính là áp dụng được kiến thức từ vựng ngữ pháp vào trong bài thi TOEIC cũng như là giao tiếp. Vậy còn chần chờ gì nữa? Hãy cùng mình bắt đầu thôi. Let's go! Như các bạn có thể thấy thì trang đầu tiên chính là lời mở đầu của cuốn sách cũng như là lời tâm sự của đội ngũ sứ giả tại Miss Hoa TOEIC dành cho các bạn tân sinh viên. Và các bạn tân sinh viên ơi, đối với những bạn nào mà đang chưa biết mình nên học tiếng Anh như thế nào, học chứng chỉ TOEIC hay là giao tiếp, thì chúng ta có thể khám phá ở trang này các bạn nhé. Ở cuốn sách nền tảng này thì chúng ta sẽ chia làm hai phần chính. Thứ nhất chính là 20 chủ điểm ngữ pháp quen thuộc dành cho các bạn tân sinh viên. Thứ hai đó chính là 10 chủ điểm từ vựng hay gặp trong đời sống thường ngày. Tiếp đến các bạn có thể đặt câu hỏi là chúng ta sẽ học cuốn sách này như thế nào? Vậy thì các bạn hãy cùng xem ở phần sau đây nhé. Ở đây chúng ta sẽ có hai cách học. Các bạn hãy thử áp dụng để xem bản thân mình phù hợp với cách nào nhất nha. Như các bạn có thể thấy thì phần tiếp theo của cuốn sách chính là phần mục lục. Ở phần này chúng ta sẽ chia ra làm 30 unit tương ứng với hai chủ điểm, đó là ngữ pháp và từ vựng. Như các bạn có thể thấy, từ unit 1 đến unit 20 thì chúng ta sẽ học 20 chủ điểm ngữ pháp quan trọng và được tinh gọn và chắt lọc dành cho các bạn tân sinh viên để các bạn có thể luyện tập và nhớ kiến thức một cách lâu nhất. 10 unit tiếp theo là sẽ về phần từ vựng, được chia làm 10 chủ điểm khác nhau như là về du lịch, giải trí, sức khỏe hay là kinh doanh. Và ở trong các chủ điểm này đều gần gũi và gắn bó với đời sống thường ngày. Ở cuối trang sách thì các bạn có thể thấy đây là một mã QR code. Khi quét mã này, các bạn sẽ nhận ngay được đáp án cho những phần kiến thức ở bên trên. Và các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết nội dung trong cuốn sách này nhé. Đầu tiên thì các bạn có thể thấy ở đây chính là phần ngữ pháp về thì hiện tại đơn. Ở phần thì hiện tại đơn này các bạn sẽ thấy được chia làm một bảng rất là ngắn gọn và xúc tích, đúng không nào? Và chúng ta có thể học theo dạng bảng này để kiến thức của mình sẽ dễ nhớ này và cô đọng hơn. Phần tiếp theo các bạn sẽ thấy ở đây đó chính là phần lưu ý. Và ở mục này sẽ giúp chúng ta tránh được những lỗi sai khi làm bài các bạn nhé. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy phần dấu hiệu nhận biết rất là chi tiết phải không nào? Và cuối cùng chúng ta sẽ thấy phần chức năng của thì hiện tại đơn. Ở phần chức năng này thì người ta sẽ giúp cho các bạn nắm được cách sử dụng của các thì đó như thế nào và sẽ dùng vào lúc nào. Chắc hẳn là qua phần ngữ pháp vừa rồi thì các bạn cũng sẽ quan tâm đến làm thế nào để chúng ta có thể ghi nhớ được phần ngữ pháp một cách nhanh gọn nhất, đúng không? Vậy thì ở trong phần luyện tập này, đội ngũ tại sứ giả Miss Hoa TOEIC đã tạo ra nhiều phần, nhiều dạng bài tập khác nhau và cách tiếp cận khác nhau để giúp các bạn khi làm bài không nhàm chán. Tiếp đến mình sẽ giới thiệu cho các bạn về trang từ vựng của cuốn sách này. Và như các bạn đã biết thì trong phần từ vựng sẽ chia ra làm 10 chủ điểm khác nhau như là du lịch, giải trí hay là nhà hàng. Đây chính là phần chủ điểm từ vựng đầu tiên. Và các bạn có thể thấy một bảng từ vựng rất là chi tiết và rõ ràng, đúng không nào? Tuy nhiên thì nó khác phần ngữ pháp một chỗ, đó chính là chúng ta sẽ có những cái ô trống để các bạn điền từ vào. Đó. Và đặc biệt là người ta sẽ cho các bạn những ví dụ, và từ những ví dụ đó các bạn sẽ phải suy ra nghĩa của các từ vựng bên phải. Đó, bên như bên này các bạn nhé. Và đặc biệt ở phần ngữ âm này, người ta sẽ không cho các bạn trước các ngữ âm mà các bạn cần phải tra, chủ động tra từ điển để có thể hoàn thành mục này nữa nhé. Và đối với mình thì mình cảm thấy cách tiếp cận này thì sẽ giúp cho các bạn nắm được kiến thức sâu hơn và các bạn sẽ có khả năng chủ động tìm kiếm và tra từ vựng tốt hơn. Sau khi học từ vựng thì các bạn sẽ phải luyện tập, đúng không nào? Và ở phần luyện tập này thì các bạn có thể thấy người ta đã chia các bài tập thành nhiều dạng bài khác nhau, giống với phần part 5, part 6 và part 7 trong bài thi TOEIC, hay là các câu hỏi giống trong giao tiếp các bạn nha. Và các bạn tân sinh viên ơi, trong cuốn sách này sẽ gồm 20 chủ điểm ngữ pháp cực kỳ tinh lọc và dễ học, đặc biệt kèm theo đó là 10 chủ điểm từ vựng rất gần gũi với đời sống thường ngày. Chắc chắn rồi, cuốn sách này sẽ giúp cho các bạn có thể dễ dàng lấy lại gốc tiếng Anh và có được hành trang cũng như là lộ trình học phù hợp trên quãng đường đại học các bạn nhé. Và các bạn ơi, nếu như chúng ta cảm thấy cuốn sách này thú vị và phù hợp với bản thân mình thì hãy nhanh tay comment ở bên dưới để đội ngũ của Miss Hoa sẽ tư vấn và hỗ trợ các bạn nhanh nhất có thể. Xin chào và hẹn gặp lại. See ya. Miss Hoa TOEIC, đào tạo TOEIC số 1 Việt Nam.